làm tí góc cạnh của nó mấy nít đấy, góc cạnh quay nó không hết được cái chiều sâu, rất là khó chịu. Nhìn đúng là con mắt mình nhìn nó cái chiều sâu khác so với cái camera này. Giới thiệu anh em cây xanh đất có số của má cao này chắc chỉ dưới 3 phân thôi, nếu từ mặt bể lên dưới như thế này thì tầm là 28 hay 26 gang này, 26 gang này thứ thì 25 26 chiều rộng, một cây giống là chuẩn mực luôn, xanh quê đấy, xanh quê quê nó mới có cái này. Nhìn những cái điểm răm nó cục cục mà nó không biết tả như nào bây giờ, chỉ có thời gian và tài năng thôi. Còn đá thì mình không bàn đấy, nó cũng cũ rêu phong rồi, đá thì không bàn đấy. Giới thiệu các bác là đang ở bên này, chỗ hội quán bonsai, chỗ anh Hậu bên chỗ Triều Khúc. Tí tôi sẽ quay cái địa chỉ rồi các bác đến xem cây nhé, xem cây và thưởng lãm trưng bày. Giao dịch thì tôi không nói chuyện như thế này vì nó rất là những cái cây rất là giá trị. Đấy. Mà thì anh em thường yêu cây mini thì thường đập luôn mắt vào cái cây này, là thích cái cây này. Cái này thì xuất hiện ở rất nhiều sân chơi rồi. Đấy, cái thân của nó các bác nhìn nhũn, còn nhũn chân mẹ, nhưng mà cây dáng là rất chuẩn, nhũn mini. Còn rất nhiều cây đẹp nữa. Đấy, và lao vào đây xem và ngó luôn. Đấy. Hồi bên Ninh Hiệp nó cũng chưa đẹp được như này. Cách đây có mấy tháng. Đấy, cây Ninh Hiệp. Đấy. Cái chân nó các bác nhìn nó cũng lục cục cục cục. Nổi hiện, nổi gai, nổi đốt. Chụt chụt chụt. Bàn tay ếch. Bàn tay ếch các bạn. Đấy. Bàn thân nó nốt như này mà rất là mịn nhẵn, không có sẹo, đục tiết gì cả. Đấy. Từ trên xuống. Đây, cụ đón khách. nhìn khó chịu quá anh ạ. Nhìn khó chịu quá. Ôi, nhìn bạn này sướng quá. Ôi, ôi. Em có điều kiện, em chỉ phải chơi một cây. Thằng anh muốn này có muốn nhầm không? Dạ. Liệu anh muốn chơi điều này muốn nhầm không? Anh cũng muốn nhầm không? Chắc là nó hay nhất ở đây trong số cái làng mini này. Hay nhất ở đây. Hay nhất rồi. Đợt em nhìn thấy nó bên Ninh Hiệp nó chưa đẹp bằng bây giờ. Mà có mấy tháng. Đấy. Cái xanh khá là hay. Rất nhiều xanh quê đẹp. Ở đây thì toàn tác phẩm nó hoàn thiện rồi. Chúng ta không cần bàn đến nó là điền hay là quê nữa, mà nó đẹp hay là như nào. Đó thế. Không có ranh giới điền và quê ở đây đâu. Bức tranh hoa đào.
nghệ thuật sắp đặt ấy. Đẹp, con này ở bên ngoài nhìn đẹp hơn trên ảnh. Em bảo gì? Con này nhìn trên ảnh không sướng, nhìn ngoài sướng. Đây anh em có chụp lên Facebook ấy, xem, nhưng mà xem thực tế nó sướng hơn. Đấy, chân tay nó kinh. Rất chuẩn. Hoa sữa. Con này là cùng dòng với ông kia đấy. Cùng dòng. Một đôi đấy mọi người. Con này bảo 350. Thụ, cực kỳ thụ. Đều là những cái cây chuẩn mực. Cây kia thì là thân cốt, còn cây này là phong cách vách, cây đa đầu làng phong cách. Nó là cái xanh mô phỏng cái cây đa đầu làng. Nó là cây rất là phong cách. Thân nó là một cái phong cách khác so với cái kia là thân cội, như cái này vách, thành vách, bông rằm và chất liệu thì cùng chất liệu, cùng lối làm cây của chủ, hoặc là có người sở hữu thì cùng một cái lối chơi cây. Đấy, rất đẹp, thì rất đẹp. Đây là các sắc cao độ hơn 40 phân một chút. Giấy. Đấy, và mang cây tay chuột sang đây thì số má đấy. Và anh Đại mang cây si sang đây thì cũng số má đấy chứ. Đấy, con xanh rất là thiên nhiên, làm theo lối rất là tự nhiên. Đây còn vườn của anh Hậu trên sân thượng. Rất nhiều cây, có chữ quanh qua loa, bây giờ nhiều cây mới đẹp. Đây là trong không gian của nhà Minh Hậu. Đấy. Ngõ 66A, phố Triều Khúc. Số nhà 14 hay là 44, tôi quên, tí nữa tôi lại ra quay cái địa chỉ. Thích cũng hơn tầm hơn 40 phân, 50 phân. Thời gian. Con này cũng rất nhiều người quan tâm. Sở hữu cây của những con người thành danh trong nghề cây với lại trong kinh doanh các bác, cho nên là cây rất là giá trị. Cùng là hạt.
cây sa núi. Và tiêu chí của sân chơi là theo phong cách bonsai đương đại. Điền uống dối thì như anh ấy sẽ như anh ấy cần bỏ cái này sẽ thu lại cái này là cụt cái này nếu mà cái gì lại tay nó cái này giống cái cây mà ông cố cổ ông làm như kiểu như cây dơm cái dăm nó bay ra còn tay cành nó là cây dạng cây này nó là cây dạng siêu nhưng mà đưa cái tay này nó đây không thích có đem một cái siêu anh nhỉ nhút bằng này xong rồi anh làm tiền đấy thì đấy, cây này cũng rất nhiều người quan tâm nhưng mà cũng có nhiều ý kiến trái chiều cây này. Cân cốt thì đẹp nhưng mà cây này thì có nhiều người ở đấy cây hay đấy làm gì cũng thay chuột đấy. Rồi để quay sang cái khác.